Mọi người có nhận ra con nào không? Loki. Đây, ra đây. Quá đẹp trai luôn. Đây. Quay mặt lại. Sợ. Đây này, đưa quả bóng cho anh. Đưa quả bóng cho anh nhỉ. Đây là một trong những diễn viên. Đây là một trong những cái diễn viên gạo cội của kênh. Loki xin chào mọi người. Đó, diễn viên gạo cội. Không. À, đưa đây, đưa quả bóng đây. Pha nã để anh cầm. Anh cầm anh khoe đã, tí nữa để chơi. Tí nữa. Lùi ra. Nào. Đây. Đây những cái con trưởng thành ấy. Đây mà, anh vẫn cầm trên tay. Không được. Không được. Là cái quả bóng nó sẽ như thế này. Đây. Đấy. Còn nửa quả. Ở đây. Ký thế đấy. Ra đây. Ok. Rồi. Quá đẹp dài luôn. Đấy. Siêu gần cho mọi người ngắm Loki. Rất là Loki giữ phong độ. Rất là giữ phong độ. Không thay đổi gì, Loki là tính tuổi ra là Loki là cũng Loki chưa. Loki bây giờ mới đang 6 tuổi thôi. Loki là đẻ vào tháng 12. Đẻ cuối năm. Marvin là đẻ cùng năm nhưng mà Marvin là đẻ từ tháng 5. Loki là đến cuối năm. Bây giờ mới đang là tháng 10. Còn chưa. Vẫn như bây giờ là coi như là bây giờ là hai anh em là tranh nhau một tuổi này. Đấy. À, tranh nhau nửa năm thôi. Phê luôn. Ghi nằm yên đây nhá, để cho con thêm con Hana ra. Nằm yên đấy, cho con Hana ra chơi cùng. Đấy. Ô sở tránh ngay quay, tránh ngay quay. Ở đây. Gần đây. Ok luôn. Ơi, đợt này là sẽ cho cái cặp này nó ghép với nhau. Rồi. Đợt này là sẽ cho cặp này nó ghép với nhau cho nên là đổi chỗ cho Loki về quê. Cho Loki về Thái Bình. Cho Nano lên Hà Nội. Đấy. Ê Hana. Quá xinh luôn. Nhẹ nhàng thôi. Anh ngồi không vững đâu. Rồi ra chơi với Loki đi. Chơi với nhau đây. Thanh niên đi vệ sinh là rất lịch sự, phải ra đúng gốc cây luôn. Chúng chỗ gốc cây mới được. Kỳ ơi, ra đây chơi. Kỳ.
Loki với lại Hana thì chơi với nhau thân. Chúng nó chơi cho nó có bè phái, cho nó không có thích chơi, không phải con nào cho nó cũng chơi với nhau đâu. Kỳ vừa nằm duỗi lưng xuống vườn cho nên là đang bám đất ở lưng. Đây là người chúng nó là chả có tắm tiếc gì đâu, hoàn toàn bình thường ấy. Khi mà cho ăn mà cứ ăn cái chế độ mọi người, ai mà cưng nhà mình cứ ăn cái chế độ cứ đảo một ít chibi vào cho chúng nó thì nó cứ đảo một ít chibi vào cho chúng nó thì con nào con đấy là lúc nào nó cũng khỏe mà lông nó bóng đẹp mà nó không tốn bao nhiêu cả. 300 một hộp chibi thì con chó nó ăn, nếu mà ăn tiết kiệm con chó ăn được 2 tháng. Mà con to như thế này chứ còn mọi người mà nuôi mấy con chó bé thì nó không tốn bao nhiêu cả. Mấy con chó ta thì một hộp chibi nó phải ăn được khoảng tầm tiết kiệm phải ăn được 4 tháng. Rồi, hai đứa vệ sinh xong rồi thì vào đây chơi. À, ra đây chơi, cho nó vào trong cho nó đi vệ sinh. Ở nhà thì mình có 3 con. Nhưng mà còn một con nữa thì hai con này nó lại chê, nó lại không chơi cùng. Thế cho nên là thả hai con một thôi. Cặp này mà nếu mà ghép được với nhau thì sẽ ra cho con cũng rất là đẹp. Đấy, thể hình của chúng nó là đều rất tốt. Cao dài con chó Hana này là con của Teddy là một cái con chó nhập mà nó ra đi lúc 6 tuổi. Rất là khéo luôn. Con Hana là người rất hoàn hảo luôn. Khung người tuyệt vời. Đấy. Con chó mọi người sẽ thấy con chó nó rất là nhanh. Nhanh chó. Bình thường ấy thì chúng nó rất là yên. Nhưng mà khi mà lúc nào chơi thì chúng nó nhanh thoăn thoắt. Tôi gọi là bình thường nó điềm đạm. Nhưng mà khi nó chơi thì nó lại là nhiệt tình theo kiểu như vậy. Cái giống rốt này, tính cách của giống rốt này chuẩn cái tính cách nó là như thế, bình thường nó rất điềm đạm nhưng khi nó làm cái gì đấy nó rất nhiệt tình. Đang hóng em bé đang chạy chơi bên ngoài. Đấy. Con này nó rất là quan tâm trẻ con, cái đấy nó là bản năng của cái giống chó giống rốt này, nó rất quan tâm trẻ con. Khi mà nó thấy trẻ con chơi ấy, tại sao nó hóng? Là vì là nó thấy trẻ con nếu mà một đứa chơi thì nó cũng không quan tâm gì lắm. Nhưng nếu mà hai ba đứa chơi với nhau là nó hóng vì mình để ý rồi. Nếu mà khi nào mà có cái đứa nào mà ngã mà cái nó ra nó đứng ở giữa. Cái đứa ngã và những đứa khác nó ra để theo kiểu nó can, nó bảo vệ. Bản năng của chúng nó như thế luôn, không cần dạy. Hana là cũng là thừa điều kiện để đi thi chó đẹp đấy nhưng mà không cho đi. Vì nhà nhiều chó quá, con nào cũng có mấy con đều có khả năng đi thi. Cho nên là phải ưu tiên con nọ, ưu tiên con kia. Hana thì có một cái bộ lông là tuyệt vời luôn, phải nói là một bộ lông tuyệt vời. Đó. Hana này là con của hai con chó nhập, con Teddy và con Dakota. Con Teddy nhập Croatia và con Dakota nhập Serbia. Dakota thì là một con chó rất là nổi tiếng từ 2014. Mà nó thi ở nước ngoài nó được nhiều giải, mà nó về Việt Nam nó thi nó cũng được giải to nhất. Best in show của một cái cuộc thi chuyên biệt của giống rốt. Và coi như là Hana này là coi như là cái có gen giống ưu việt của con Dakota và con Teddy. Mình rất ưng Hana.
rất là ưng ý Hana cả về thể hình và tính cách. À, hôm nay quay muộn quá cho nó mát vì trời nó oi. Nào ra đây hai đứa, có mấy cục đồ chơi cơ mà. Loa truyền thanh bắt đầu phát rồi, thành ra là quay video ở nói nó không nghe, nó không rõ. Thôi Kỳ lấy một cục thôi, còn Hana nó có tranh của Kỳ đâu mà Kỳ cứ lằng nhằng nhỉ. Rồi cho hai đứa nó chơi thôi, rồi để hôm nào rồi sẽ quay sớm hơn, hôm nào nó mát rời quay sớm hơn để cho mọi người ngắm các con chó nó kỹ hơn. Đấy, Kỳ đang phấn đây kìa. Hana xinh đẹp tuyệt vời luôn. Xinh tuyệt vời. Thì anh kiểm tra xem là có con ve nào không nhá. Chứ đang đợt này là đợt đang đợt ve đấy. Có con nào không? Có con nào là lông của Hana nhìn thấy ngay. Có một cái tật nhỏ ở cổ, chắc là do cái đợt cắn nhau với lại con Hana này, có lẽ là do đợt cắn nhau với con Gina, cho nên là có tí cục ở cổ sờ từ mất ve. Ok, xin chào mọi người nhé. Ui xời, em bé ra hóng. Đấy, đấy là nó rất là quan tâm, chứ không phải là nó hung hăng hung dữ gì cả. Nó quan tâm, nó phấn khích ấy. Cho nên là mọi người thấy từ nãy giờ quay video con chó nó không hề sủa một tiếng nào cả. Con chó không sủa một tiếng nào. Cả hai con. Đây là con gái mình. Con ơi. Thế nào ở trong tivi đây? Ừ. Bây giờ con chưa chơi với mấy em này được vì mấy em nó khỏe lắm, chưa chơi được, phải ở trên đấy thì thực ra ở trên đấy là nó chơi với con Siro suốt đấy. Còn mình nó chơi ở trên đấy là con mình nó chơi với Siro suốt. Nhưng chơi là chơi một một thôi thì được. Chứ hai con là bắt đầu là chúng nó đi là chúng nó vội cái gì đấy, chúng nó đi chúng nó cọ vào người là ngã. Trẻ con mà chơi với chó chơi một một thì ok. Còn nhưng con chó là chúng ta đều phải, khi mà cho nó tiếp xúc với trẻ con là chúng ta đều sẽ phải có cái hướng dẫn cho nó, để chúng nó phải cực kỳ là nhẹ nhàng. Đây là những con chó một ấy, là phải lựa chọn con chó phải rất là thuần tính, hiểu người đấy, nó thuần tính hay không. Nó như bọn này này, từ nãy đến giờ nó không sủa một tiếng nào luôn. Đó, thuần tính. Nó biết được là kiềm chế. Dù nó rất hưng phấn. Đó. Hưng phấn nhưng không đòi. Đấy là gọi thuần tính. Thì một là lựa chọn con chó như thế. Hai là khi mà tiếp xúc là phải có người lớn. Tức là phải có như chúng ta phải là cái người mà ở đấy luôn để mà hướng dẫn chúng nó. Còn về sau khi nó quen rồi thì con chó mà nuôi gia đình thả tự do thì thoải mái luôn. Kệ nó làm gì nó làm. Thôi Hana ơi. Hana, đâu có ra được mà. Ok, thôi chào mọi người nhá. Hẹn mọi người ở video sau. Rồi, Loki. Loki xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.